bức xúc của nhiều tôn giáo, cũng bức xúc trong các giáo hội. Hiện nay có vị tu sĩ đã bị nói về chiếm 68 tỷ đồng một trụ trì, mà tại sao thầy trụ trì này thầy bực bội tức tối và uổng cho cuộc đời một tu sĩ, tại sao gian lận lừa đảo 68 tỷ đồng, mà lừa bằng cách nào, mà tại sao là một trụ trì đầy đủ nghị lực có tiền là nuôi trẻ mồ côi, là một cái chùa nổi tiếng và là một bổ nhiệm trụ trì đầy đủ, là một người có danh có phận, có cái đích danh rõ ràng, mà tại sao bị tố giác tố cáo rồi đưa lên để làm dậy sóng trên cái công chúng cộng đồng mạng cũng như các cái tôn giáo Phật giáo phải kêu riêu và lên tiếng. Thì hôm nay trong tinh thần đoàn kết, người tu thầy không thể để oan ức một người nào, thầy phải là một luật sư, một tòa án công lý, và thầy ước mơ là một tiên luật sư và một luật sư để xử án những tội phạm trong các tôn giáo cũng như giáo hội và tất cả các lĩnh vực về nói về luật tôn giáo. Thì hôm nay trong tinh thần đoàn kết là một vị luật sư và ăn học hành tài như đại đức Thích Trung Phúc hiện tại, thì hôm nay thầy có một cái công văn cũng như là một cái thông tin mà nổi trội trên cộng đồng mạng 2-3 năm nay, nhưng mà năm nay thầy muốn nhắc nhở để triệt để vấn đề có mà không phải rõ ràng, để cứu một sinh mạng người chứ không phải để làm mất uy tín của đạo pháp, mất uy tín của tôn giáo, mất uy tín của các thầy tu, mất uy tín của các tu sĩ và 16 tôn giáo khác. Thì hôm nay thầy cũng muốn cái việc này sáng tỏ để làm cho minh bạch cho người dân đỡ bị nghi ngờ rồi lo lắng rồi suy nghĩ và hoang mang. Thì vừa rồi các cái tòa án, các công an điều tra cũng như các cái tôn giáo vừa các thông tin và báo chí nổi trội nhất ở Việt Nam, thì có một vụ Phạm Văn Cung, tên thật là Phạm Minh Cung, pháp danh là Khích Phước Ngọc, nguyên là trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, lừa đảo gần 68 tỷ đồng. Nạn nhân có một ca sĩ nổi tiếng hô là lừa một ca sĩ này 13 tỷ đồng có hay không, và công an phát lệnh truy nã một phụ nữ đồng phạm. Thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Cung cùng Nguyễn Tấn Sĩ, 54 tuổi, ngụ ở phường 2 thành phố Vĩnh Long, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khủng gần 68 tỷ đồng. Vụ việc còn có sự tham gia của Lê Nguyên Khoa, 36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, song bị can này hiện đã bỏ trốn nên công an tỉnh Vĩnh Long truy nã. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Đặc biệt nhận dạng của Khoa mà công an cung cấp là sẹo chấm cách 0.1 cm trên sau cách mũi trái, chỗ ở trước khi trốn số 388 H42, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người tố giác cần báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Vĩnh Long. Khoa là người trợ lý của nguyên trụ trì chùa Phước Quang, người đã bị khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng. Hoặc Khoa cũng là bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc này. Các nạn nhân cho biết Khoa là một người thường xuyên xuất hiện cạnh bên Phạm Văn Cung và sử dụng các chiêu trò tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân đưa tiền, chiêu thức lừa đảo nhiều phụ nữ tinh vi của sư trụ trì. Theo cái cáo trạng, Phạm Văn Cung là một tu sĩ pháp danh là Khích Phước Ngọc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Quang từ năm 2008. Đến tháng 11 năm 2012, Cung được giao nhiệm vụ làm giám đốc trung tâm suối nguồn tình thương. Cũng từ đây,
cung nhiều lần tổ chức nhiều chương trình sự kiện để tạo uy tín cho bản thân, từ đó dễ bề lừa đảo. Năm 2015, Phạm Văn Cung là làm quen với người phụ nữ là giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi nói dối sau khi xây dựng chùa, trung tâm cô nhi viện và tượng Phật, ông ta còn nợ 6,5 tỷ đồng. Sau đó Cung tiếp tục thuê một số người bốc vác ở Lạng Sơn đóng giả bọn bắt cóc, dùng số điện thoại nước ngoài gọi cho người phụ nữ đó trên đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không ông Cung không được về Việt Nam. Bằng các thủ đoạn gian dối nói trên, Phạm Văn Cung đã lừa tiền và nữ doanh nhân hơn 18,5 tỷ đồng. Đến năm 2017, Phạm Văn Cung tiếp tục lừa đảo một người phụ nữ ở Hà Nội cũng bằng chiêu thức tương tự. Hắn tiếp tục dựng lên một chuyện mình và trẻ em mồ côi của trung tâm bị xã hội đen bắt nhốt trên xe tải, dọa giết. Người phụ nữ ở Hà Nội tưởng thật đã chuyển tiền vào số tài khoản của Cung, đồng thời mang tiền mặt đưa cho Khoa và tài xế của Cung tổng số tiền là 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nạn nhân của Cung còn có một nữ ca sĩ nổi tiếng. Cung khác lác với nữ ca sĩ mình là một mặt vụ tình báo của chính phủ, thường đi nước ngoài để hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm, có mối quan hệ quen biết nhiều quan chức cao cấp ở Trung ương, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và hứa sẽ giúp một kiều bào Anh Quốc bạn của ca sĩ về nước sống hợp pháp. Với thủ đoạn này, Cung đã lừa nữ ca sĩ hơn 13 tỷ đồng. Tổng cộng Cung đã vay tiền của 4 người hơn 77,7 tỷ đồng để tài xế cá nhân, dẫn đến không có khả năng thanh toán. Sau khi bị tố giác, Cung đã trả cho các bị hại gồm 10 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Cung còn chiếm đoạt là hơn 67,7 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công báo gửi cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc cho hoàn tục đối với Thích Phước Ngọc. Theo công báo, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được một đơn tố giác ông Phạm Văn Cung đã ép buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, kèm theo sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung. Sau đó trình xác minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục và trở về gia khách, đồng thời thu hồi chứng điệp khỏi giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Thích Phước Ngọc. Tổng biên tập thì hôm nay do không tin thì chúng con sẽ bấm vào logo, Facebook, Zalo cho tất cả các thông tin để trên mạng đều có hết, nên là các thầy nói là cái sự hiểu biết và nhận thức và sự công bố trên mạng, thì cái điều này thầy muốn nếu mà một vị này làm sai, thầy sẽ cứu cho đời này trở thành một người tốt và sẽ lấy lại uy tín nhân phẩm một vị trụ trì Thích Phước Ngọc này cho hoàn thiện là Nguyễn Quang Cung. Thì hôm nay thầy thấy người này cũng đã có tiếng tăm lớn, cũng nhiều lần đi chung với thầy đi thực hiện ở ngoài Hà Nội, và người này cũng là thường xuyên chụp hình với thầy, là đi nhận những cái huân chương, những cái bằng khen đóng góp trong từ thiện xã hội, cũng như là nhận những cái số tiền nuôi trẻ mồ côi. Thì trung tâm nuôi suối nguồn là trung tâm nuôi trẻ mồ côi, thì nơi là trung tâm để nuôi dưỡng và được bổ nhiệm trụ trì năm 2008. Và một vị trụ trì này rất là trẻ tuổi, thì cũng con ông cháu cha cũng quen biết nhiều tầm cỡ từ trung ương đến địa phương, nên là người này cũng là múa rồng múa phụng gì cũng được. Rồi nhiều nữ ca sĩ nổi tiếng lừa từ 10 tỷ 20 mấy tỷ là chuyện nhỏ luôn. Thầy đẹp trai lắm, thử bản đồ cũng nổi hơn thầy luôn, đỏ ông còn quốc đỏ hơn, ông còn viền cái màu khác thêm nữa, không cái áo mà màu đỏ là quốc cái viền màu khác thêm vô nổi lên nữa. Ồ ồ, quá đẹp luôn.
không cho thằng bè Hành nó vô con ra đừng cho thằng